Những ngày qua, người dân trên địa bàn thành phố Bạc Liêu lo lắng với thông tin công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu sẽ ngưng cấp nước trong vài ngày giữa đỉnh điểm nắng hạn khốc liệt, khiến nhiều người lo lắng. Một số người dân đã đi mua bồn về tích trữ nước ngọt sinh hoạt. Tuy nhiên, theo đại diện công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu cho biết, thông tin trên hoàn toàn không chính xác, là thông tin giả mạo, sai sự thật. Liên quan vấn đề này, công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu khẳng định, thông tin công ty sẽ ngưng cung cấp nước trong vài ngày liên tục là giả mạo, sai sự thật. Thông tin không chính xác này đang truyền miệng đến nhiều người, gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất của công ty. Trước những thông tin trên, công ty đã có công văn thông tin đơn vị mình vẫn đang hoạt động bình thường. Vừa qua trên thành phố Bạc Liêu cũng có nhiều cái tin đồn mà nó không chính xác, là việc công ty cấp nước sẽ ngưng cung cấp nước mấy ngày. Nhưng một lần nữa thì công ty khẳng định là cái thông tin đó là không đúng. Công ty khẳng định là sẽ đảm bảo việc cung cấp nước cho người dân và các đơn vị sản xuất trong thành phố Bạc Liêu là cấp nước được liên tục 24/24. Hiện nay, một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long bị thiếu nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng của hạn hán, mặn xâm nhập. Tuy nhiên, công ty cấp nước Bạc Liêu vẫn đảm bảo cung cấp đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất của khách hàng. Hiện công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu đang cung cấp nước sạch cho hơn 33.000 khách hàng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Công ty cũng khuyến cáo khách hàng không nên dự trữ nước theo tin đồn. Đây chỉ là tin đồn do một số đối tượng lợi dụng tình hình nắng hạn và lòng tin của người dân để trục lợi. Đề nghị người dân hết sức cảnh giác trước tin đồn thất thiệt này.